Trước khi chúng ta đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện rất là hay. Trong một lần nhạc sĩ Trần Tiến đi tìm một loại nhạc cụ để sang bên nước ngoài biểu diễn, thì ông ấy có đi đến vùng đất Tây Nguyên, và sau chuyến hành trình hơn 2 ngày, ông ấy đã dừng lại ở trên một ngọn núi rất là cao, và bỗng nhiên ông ấy có nghe thấy một cái tiếng đàn rất là hay, và thế là ông ấy mới tiến lại hỏi là anh ơi đây là đàn gì, thì hai vợ chồng mới trả lời đây là đàn Chao Pi. Và bác Trần Tiến mới hỏi là anh có thể bán cho tôi được không, tôi thích quá, tôi là nhạc sĩ mà. Nhưng mà người chồng mới trả lời là anh thích thì tôi tặng, mà ở đây đã lâu lắm rồi thì tôi không sử dụng đến tiền. Thế là nghe xong ông ấy giật mình, bảo ôi, ở trên đời này lại có một vùng đất mà một cái nơi nào đó mà con người ta không sử dụng đến tiền. Và người chồng mới bảo là anh nhìn này, đàn gà, giàn, đàn dê, ruộng nương tôi bạt ngàn. Và từ khi tôi đi lính trở về, tôi lấy một người vợ dân tộc Rắc Lây và vợ chồng tôi sinh sống ở đây. Và thế là ông ấy mới nảy ra một giấc mơ, mà là không biết là bao giờ chúng ta mới được sống một cái cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền bon chen rắc rối. Thế là ông ấy mới sáng tác một cái ca khúc được mang tên Giấc Mơ Chao Pi. Ở nơi ấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhẩn nhơ quanh đồi, ai nghèo cũng có cái đàn Chao Pi. Và ngay sau đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Giấc Mơ Chao Pi với phần hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Sơn. Tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, có một mùa, chỉ có một mùa. Set your
một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cho đi. Khi xuống lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, một người xuất lên. Cảm ơn các cô Ben, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Sơn, cảm ơn quý vị rất là nhiều.